Hưng, em nghe nói anh từng đi làm mà đúng không Hưng? Em thì mới sinh viên năm ba thôi, cho nên là đi làm thêm thôi. Mà em kiếm được chỗ này làm cũng hay lắm. Chỗ này bán pizza đó. Gì? Nghe tên lạ lắm à? Gì? Five Nights at Ridens. Lạ, tên cũng lạ phết hả mọi người? Nghe nghe nó có vẻ quen quen, mặc dù anh không biết nó ở đâu. Nói chung là chỗ này là mình phải làm việc năm đêm tại một cửa hàng pizza. Ok, nói chung là cũng cũng thử thử làm coi, mà kiếm tiền để lo cho kinh nè mọi người. À, Good nhưng mà giật night cười à. traveler. Ủa cái quán pizza nào mà lại bán vào ban đêm vậy? Không, canh đêm anh, là bảo vệ ca đêm anh, Ừ, là bảo vệ ca đêm à. đúng rồi. Gì đây? Bình thường. Tutorial nay một Natalia sẽ tới vào cửa bên trái. Nếu mà thấy anh ấy ở cửa bên trái thì đóng cửa cho tới khi anh ấy đi. Ảnh làm gì nửa đêm vậy mọi người? Ảnh làm gì nửa đêm ở cửa bên trái? Lisa nữa. Gì đây? Lisa sẽ tới cửa bên phải. Đừng nhìn ở trên cam, nếu mà không nhìn nhìn thì sẽ ở lại thêm thời gian. Và nếu thấy ở đóng tới khi đóng rồi sau đó bấm đèn liên tục. Ok. Thì nếu mà mọi người chưa biết thì mình nói luôn thì đây là một bản fan game của Five Nights at Freddy's ha. Wow, thật bất ngờ. Và gọi là tác giả của game này làm game này chơi vui, tên là Five Nights at Raiden's. Ở đêm thứ năm chúng ta mới gặp Raiden lần, cho nên là chúng ta thử. Và mình là Ủa một gì cái quán nó đóng cửa hả? Raiden cũng biết nấu. cái animation thì nó đơn giản. Thì cái bối cảnh thì có vẻ như là Final Fantasy phần 1. Final Fantasy phần 1. Đấy, Yong Li kìa, Yong Li, Lisa với Hu Tao kìa. Yeah. Thì đèn các thứ gì như cũ ha. Cũng ê chết bà. Mới mới nghe tiếng Lisa đi rồi mọi người, chết. Rồi Lisa với lại Lisa trai ở đây luôn. Hello anh. Anh chị làm gì đứng ngoài vậy? Ok thì nếu mà mọi người không biết thì mình cũng là một fan rất là lớn của cái series, cái franchise Final Fantasy. Lisa đi rồi. Lisa đâu rồi? Ê chết một. Chưa có thấy gì. Nhưng mà Lisa đâu? Vì sao bà trai không thấy luôn kìa? Mới đêm một mà. Ê, thấy trai rồi. Rồi thấy một cái con gì đó không không hợp lý lắm. Chết một. Bay mon. Ôi chết bà. Tôi thấy bay mon Golden Freddy vậy. Mới đêm một mà sao Golden Freddy vậy? Lộn game. Đêm một người ta đâu có gặp fan Golden Freddy đâu. Ê, rồi xong. Bấm 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 đèn để cho cô ấy đi đúng không? Ok, rồi. Rồi ok. Bấm đèn rồi đó. Cô ấy đi chưa? Cô ấy đi chưa thì chưa biết. Raiden còn thì Raiden không có đi, Raiden chưa Ê. đi. Bị chay rồi giết. Raiden chưa đi. Ok thì cái animation cũng khá là vui ha. Mặc dù nó sẽ không có đáng sợ nhưng mà giật mình thì được. Giật mình thiệt. Với lại ok thì giờ mình sẽ chơi kiểu mà mình từng chơi kiểu professional đi. Em Final Fantasy 1 thì mình phá đảo cả 7 đêm rồi. Thử coi. Thử coi qua đây cái kiến thức Final Fantasy 1 của mình nó còn được áp dụng cho Final Raiden không ha. Thì basically là nếu mà đúng á, thì mình sẽ check cái này, chủ yếu check cái này thôi, nhưng mà đêm thứ nhất thì không cần phải check ha. Cho nên là mình để check ở đây, sau đó mình chỉ để đèn ở đây thôi. Cái này cũng cái tip mà các người chơi có thể thắng được cái này 7 mốt mạnh nhất á, cho nên là ok thì nhưng mà lần đầu mình chơi trên máy tính cả cả tất cả cửa game của Final Fantasy luôn. Và mình game đầu tiên mình chơi là một fan game. Nhưng mà tại vì vấn đề là nếu mà mình chơi chỉ để qua mạng á thì nó hơi chán, cho nên là lý do mà mình không chơi. Với lại có vẻ như là nhà
nhà làm game, ông làm game này ông cũng 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 gọi là tăng độ khó cho nay một xíu, chứ bình thường nay một nó không có cái gì xảy ra hết á, cho nên là tăng cái độ khó cho về cho game nó khó hơn xíu. Nay một thì chúng ta chưa có thấy chưa có Foxy, cho nên là mọi người mình chưa biết Foxy trong game này là cái gì ha. Nhưng mà do nay một chưa có Foxy cho nên là chú ý các bạn chỉ coi camera để mà các bạn chắc coi là Child với lại Lisa ở hai bên chưa, hiểu không? Tại sao nghe tiếng của bay bông vậy? Phải. Cái quạt này có gì không? Tiếng nó bắt đầu căng thẳng rồi mọi người. Đây Child bên phải. Đúng. Đó. Nè Child ngay bên này là đó, thấy không? Đó, đó, nó giật mình. Cũng có hiệu ứng các thứ cũng vui phết đó chứ. This is getting interesting. Có tiếng của chai hồ luôn. Đi xa đâu? Chưa thấy đi xa nè. Giờ mình kiểm tra chai hồ lại coi. Thấy chai hồ. Lúc vừa lúc mình kiểm tra chai hồ luôn thì Lisa xuất hiện. Mà không thấy Lisa nhờ. Cái thời khoảng thời gian giữa Lisa với lại chai ồ Lúc nó đó lúc lúc em đó em kiểm tra cái camera và check hai ba phòng á. ý nói là chỉ nói vậy cái window nó hơi bị nhỏ luôn á, cái window đó là window của Nay 7 luôn á, hơi căng nhỉ. Với lại một một điểm mình thấy hơi yếu của game chưa làm tốt á là ở việc là mọi người có thể thấy là coi cái cửa sổ mọi người không thấy chai ồ nha, nhìn thấy không? Đóng cửa lại là coi như không thấy mặt Child luôn, hoặc là do tối quá. Nói chung là không thấy Child nên hay là Lisa, cho nên là không biết là hai người còn ở ngoài cửa hay không, mà phải mở cửa ra để check đó, và tăng cái khả năng bị hù lên. Chứ trong trong game thì chúng ta không có cần phải phải check như vậy, trong game đúng thì chúng ta chỉ cần coi cái cửa là coi coi tụi nó đi chưa thôi, hiểu không? Nếu tụi nó còn thì mình chỉ cần check đèn thôi mình biết rồi. Với lại mọi người có thể nghĩ 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 một điều là đem à, mà tính ra là hiếm mới chứ, tự nhiên vừa vô game gặp 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 Paimon Golden Paimon cũng 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 bất ngờ hết, mà tưởng chết rồi. Bình thường gặp Golden Freddy trong trong Final là chết bả rồi, không 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 ngờ còn sống. Ân thích chơi game kinh dị không? Để mà nói thì ra không. Nhưng bị bắt làm đúng Như bắt làm vậy ta. không? Đó không thấy ai nữa, thấy không? Hình chai ồ bên này rồi nè. Đó, đóng trước đi. Và Lisa, giờ cẩn thận Lisa nè. Đóng, thôi nói chung cứ đóng trước đi. Và kiểm tra. Kiểm tra bên này có Lisa. Đó, trời ơi, thấy không? Rồi, Lisa bên trái nè. Trời, check coi chai ồ nè. Ở chai ồ bên này luôn. Đó, mọi người có thể thấy là mở đèn không thấy à. Mở đèn không thấy à. Không thấy gì sai với chai ồ á, cho nên giờ chúng ta chỉ có thể check camera là coi có hai đứa đi chưa thôi. Nó hơi còn hơi 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 ok, chai ồ quay về rồi nè. Đó, chai ồ đã quay về rồi nè. Đi xa đi chưa? Bấm đèn thử một lúc thôi. Ok, đi xa đi rồi nè. Chai ồ cũng đi lại rồi nè. Mình không thấy Lisa đâu nha, hơi căng. Hơi căng, hơi căng. Mình vẫn đang đóng cửa bên phải nên chắc không sao. Mở cửa rồi. À Lisa vẫn đây. Ok. Bye bye bye. Bye bye bye. Lisa cam luôn. Lisa cam cửa luôn, đúng 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 cốt truyện luôn. Lisa cam cửa đúng cốt truyện luôn mọi người. Thấy 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 chai vừa thấy chai ở đây xong. Vừa thấy chai ở ở cam 2 xong. Bây giờ Lisa à, Lisa đây, Lisa đây, Lisa đây. Ok, Lisa ra rồi. Ok, hơn quá. Đã tốn pin. Chứ tốn pin quá, mới 2 giờ sáng mà còn năm mấy phần trăm là hơi căng đó nha. Ê, ta được chill một tí. Cái tiếng này không ổn mày nè. Mình chưa biết gọi là trong game này cái tiếng động nó cũng có ảnh hưởng tới tới lại trong game Final gốc á, là tiếng động nó cũng có ảnh hưởng ha. Nên là mình không biết là thực sự là tiếng động trong này nó có ảnh hưởng gì không. Là cứ đóng cửa cho an toàn. Đi xa đâu mình cũng không thấy luôn, hài điên. Lisa ơi, Lisa ơi, Lisa ơi, chị ở đâu? À rồi, Child bên trái, Child qua bên trái rồi. Lisa bên phải, ok.
cái canh. À rồi, à vậy chào về rồi. Ok đây, hên quá. Đi sai về chưa? Bấm mở, bấm đèn lúc đi. Không ổn lắm nha. Ba em mà còn còn chào đi luôn rồi nè. Đi xa đi chưa? Cái vấn đề đi xa quan trọng hơn. Chào bên phải cam 2 nè. Đi xa về chưa? Đi xa không về luôn. Mạnh mẽ. Không thấy Lisa đâu luôn. Còn 27% bay em. Ờ Lisa đây. Hài điên. Để thấy trai hồ rồi nhưng mà Lisa, Lisa giờ làm sao để cứu, để cứu rồi. Bả cam luôn mà. Bả cam luôn. Làm sao để cứu 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 em khỏi cơn 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 ác mộng này. Ai à. Ai chết bà rồi. Ủa trai ở đây đúng không? À không phải, nhìn lộn rồi. 15% mới 4 anh em, 15% là đai rồi đó mọi người. 12% chỉ còn luôn. Chỉ cam luôn. Cam ừ, cam tới chết luôn. Rồi rồi rồi, của hai rồi. Biết 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 không không, thực ra là phải nhìn thấy trai ồ nó mới nguy hiểm thôi. À rồi chỉ chạy rồi, chỉ chạy rồi. Ok vậy thì mình có thể rút ra một cái trong lần chơi này đó là nếu mà mấy hai nhân vật anh đi gọi là nói rồi á, nói rồi là hai nhân vật đi rồi á đó. Hai nhân vật mà nói là hai nhân vật đi rồi, nhưng mà hai nhân vật không nói là hai nhân vật chưa đi rồi, nói rồi nè đó. Nhưng mà mấy mấy bốn mấy em mà lần thua, lần chơi này có thể sẽ thua, có vẻ sẽ thua. Ok. Lần chơi này có vẻ thua rồi cho nên để luôn đi. Mọi người có một cái tip nữa của trò này là nếu mà chưa chưa có gì á thì mọi người có thể gọi là mọi người biết sắp hết pin rồi mọi người ngồi im luôn. Để nó tiết kiệm pin nhất có thể là chưa có Foxy nữa. Để lát lát lần lần sau mình biết thêm trick rồi. Rồi Raiden đâu? Raiden ra đi. Nhạc gì? Nhạc này của bên nào ta? Chắc cũng của Genshin liên quan tới Raiden đó mà không biết nhạc của bài nào. Em không phải fan Raiden lắm. Ủa mà lâu hơn em dự tính nha. Nhạc càng lâu là mình còn càng có khả năng chiến thắng nha. Nhưng mà có vẻ như nhạc tắt rồi đó. Rồi chuẩn bị Raiden hù nè. Vậy Raiden hù trước hay là 6 giờ trước? Mình nghĩ Raiden hù trước. Hù đi, hù. Đó. Đó. Hiểu không? Ok. Thì cũng vậy là em đã chết 3 kiểu khác nhau trong đêm đầu tiên rồi đó, chúc mừng. Ok, lần này thì biết trick rồi. Thử coi lần này không được nữa thì chịu. Lần này biết trick rồi đó. Biết trick là khi mà nhân khi mà bí này nói lên á là coi như tụi nó đi rồi. Lần nãy mình không biết á, nhớ không hơn, lần nãy mình không biết cho nên tốn quá nhiều pin cho con trai ồ á. Nãy trai ồ nói rồi mà mình không biết cái mình tốn mình đóng pin luôn. Ok, ok, thử lại một lần cuối. Em thật ra cũng vui chứ, tại cái style này là vốn là cái style của Fine Nine mà. Nhưng mà cái đồ họa chưa, cho fan game nên đồ họa chắc chắn nó sẽ không được mượt mà lắm thôi. Ủa nhìn cho Fine Nine mượt mà. Fine Nine khá là mượt đó anh. Fine Nine khá là mượt so với lại những game cùng thời điểm mà thuộc thể loại indie á. Với lại Fine Nine nó cũng mở ra cái thể loại mới, nhiều thể loại mới luôn mà. Anh thì không rành về game cái kinh dị, tại vì anh cũng không chơi cái kinh dị chứ không. Em thì đương nhiên là nó sẽ không bằng Outlast rồi, nhưng mà nó cũng ổn so với lại tầm của nó mà. Thôi giờ mình đêm 1 thì không có gì phải coi camera á, mình cứ ngồi mình nhìn hai bên vậy nè. Nhìn thấy đứa nào mình đóng cửa đứa đó lại hợp lý thôi. Đúng không? Thực ra này cách hợp lý á chứ, tại vì vấn đề duy nhất ở đây là vấn đề duy nhất mà tại sao chúng ta phải mở camera là ở còn mình phải canh con Foxy. Mà ý nó chưa biết con Foxy là con nào, nhưng mà giờ mình chỉ mới có Child với lại Lisa thôi, cho nên là mình có quyền làm vậy nè, cứ thấy hai đứa rồi đóng cửa thôi, thoải mái. Chúng ta chưa mở khóa Foxy mà. Khá là thoải mái. Rồi giờ bắt đầu nghe tiếng rồi đó. Đây. Nguy hiểm nhờ. Cái tiếng nó cũng rợn người phết đúng không?
Các bạn biết gì không? Cô không nghe gì cả. Sợ quá tắt tiếng luôn bạn. Tôi không sợ, nhưng cô không thích. Đây nè, đó, chai hồ đây. Đi xa luôn. Combo chọn gói nha mọi người. Rồi chai hồ đi rồi nè. Đó, hợp lý. Chà đi đi. Đừng cam em nữa. Tính ra là game nay đầu tiên là như là cam hơi ác á. Ừ, cam tới chết luôn. Trong khi nay đầu tiên vốn là Chica còn không có active tới mức đó. Rồi đi rồi, ok cuối cùng. Đi xa cam tới chết luôn. Ai giờ sáng và vẫn còn 79%. Thì em đang chơi chiến thuật hiệu quả nhất mà, nên là nó sẽ hiệu quả hơn. Chơi vậy thì nó nhìn ít tương tác hơn á. Nhưng mà cái game này tự nhiên nó khó hơn hẳn so với lại Final Fantasy gốc. Cho nên là chị phải chơi kiểu này mới có mong chờ gì cái khả năng sống sót được để qua Nay 2. Mình đang muốn trải nghiệm Nay 2 coi Foxy là ai á. Để coi bị mình ngồi AFK để cho Foxy nó hù luôn mà. Và game 1, nay 1 mà đã khó rồi mọi người. Rồi bắt đầu rồi đó. Bắt đầu có tiếng động rồi. Mấy chị, anh chị bắt đầu di chuyển rồi. Anh chị bắt đầu di chuyển rồi. Rồi, ló cái mặt ra cho em nhìn mặt hai anh chị đẹp trai đẹp gái coi nè. Nhưng ló trước mặt không? Ló trước mặt thì chịu. Đây. Đó, nghe tiếng là biết rồi. Lisa chưa? Lisa nè. À, chưa Lisa, ok. Vậy ngon. Chưa có Lisa càng ngon. Lisa là cứ mỗi lần xuất hiện là cam tới chết cho nên cái đó là hành động của Foxy, của Chica ở nay 3, nay 4 lận nha. Là gần nay bắt đầu mấy nay cuối á. Lisa nè, Lisa bên phải. Đó thấy không? Còn trận Final Raiden là bắt đầu từ nay 7, nay 3 đó là 7 á. Vậy hơi mệt thiệt. Mà 3 em mà 63% cũng ngon rồi. Đúng không mọi người? Lần này thì hợp lý hơn. Rồi Lisa đi rồi. Đây, Chayo. Cái tiếng di chuyển phải coi chay, phải canh Chayo chứ. Nay 2 mới bắt đầu phải coi cái camera mà ở chỗ Pirate Scope. Nhưng mà mình chưa biết nhân vật đó nhân vật nào. Ok, bye em. So far so good. như Markiplier, YouTuber nổi tiếng nhất về Final Fantasy hay nói là the first night is not usually this bad. And at this moment he realized he f***ed up. Ủa mày em. Rồi bắt đầu rồi. Đó thấy không? Nói thiệt cái animation này tuy là animation nó không đáng sợ quá nhưng mà nó cái kiểu giật của nó ra cái làm em cũng giật mình á. Hiểu không? Cái kiểu giật cái em cũng hơi giật mình á, tại vì tụi Final nó không có giật tới mức đó. Đó. Cái ngày mà giờ bắt đầu hai người tách lẻ rồi đó, không còn đi chung với nhau nữa. Rồi spam đèn, Lisa là phải spam đèn. Tình hình có vẻ ổn. Ok, rồi qua check chai ồ. Spam đèn. Rồi Lisa đi rồi. 50 em, hợp lý, lần này qua được rồi nè. Rồi chai ồ bên trái thử rồi. Ok, có vẻ qua rồi. À này mình về mình đóng cửa lại, mình hai đóng cửa hai cái cửa lại mình vẫn qua. Nhưng mà chơi tiếp. Chai ồ bên trái à. Lisa bên phải. Cái tiếng di chuyển. Thật ra là tụi nay 3 nay 4 đáng sợ hơn anh. Kiểu như là tuy là tụi nó không có tần suất, tụi nó không như vậy nhưng mà tụi nó có trò, tụi nó chặn cửa luôn á. Mình đóng cửa trễ quá nó chặn cửa mà không đóng cửa lại được là coi như mình chết luôn rồi đó. Hiểu không? Ở chừng nào mới xong nay nè. 5 AM tới 6 AM lúc nào cũng lâu nhất á. Tại vì mình mong chờ nó hơn là mấy hour trước. Đúng không?
Bên trái hoặc bên trái nè. Thấy không? Nghe tiếng. À vậy, vậy trick là tiếng nữa, tiếng động nữa. Cũng hợp lý. This is getting interesting. Phải chạy hộ nó di chuyển nhiều hơn nhưng mà gọi là hay gọi là dễ đi hơn. Rồi xong. 6 a.m. Yeah. Hôm nay một rồi mọi người. Yeah. Tính là cái font chữ cũng là font của Genshin luôn hơn. Ừ. Từ nay hai có không? À có nay một rồi, nay hai. Foxy là Venti. thử ý đấy, thử rồi không có qua, nhưng mà thử cái nay này để coi Venti hù sao. Giờ mình good night traveler thôi, anh đi ngủ đây. Ready, we waiting for you up power. Ừ thì cái này biết rồi, nó cũng cho trick nữa giống như Genshin ha. Venti will come to you from left or right. Left or right luôn hả? Where he running you can watch on cam 4. Ừ thì ở cái này là Foxy đúng rồi đó, nhưng mà nó chạy hai bên nè, hơi căng nhờ. Là cam này nè. Ủa bình, nhưng mà bình thường nếu mà theo đường là nó sẽ chạy kiểu này là nó dễ đoán hơn, nhưng mà nó mà chạy cam 4 cam này là hơi mệt đó, là không biết cam nào. Thôi giờ áp ca, đợi Venti hù. Là một trick á, là con Venti á, là những animatronic sẽ không thể hù các bạn nếu mà bạn không interactive trong game, và cho nên là từ đó là Venti nó được tạo ra để mà counter lại cái vụ mà bạn AFK. Và nếu mà bạn không gì trong một cái frame nào đó là Venti sẽ chạy, nó không có ảnh hưởng tới việc mà bạn có interact hay trong game hay không. Một cái kiến thức mới ha. Nhưng mà có một ông, ổng từng không làm gì mà ổng phá đảo được cái Final Fantasy mà bản 1 mà 2020 rồi, mà nhờ việc ổng phát hiện ra là cái độ mà cái cách mà con Foxy hù á là gacha. Nó gacha là, cho nên là cái frame của game càng thấp á thì ổng cái tỷ lệ gacha càng thấp, cho nên ổng để frame 1 luôn. Ổng để FPS 1 luôn, xong rồi Venti khỏi hù luôn. Hiểu không? Cho nên là FPS là chỉnh cái FPS của game luôn hả? Ừ, chỉnh FPS của game thành 1 luôn, rồi xong phá đảo rồi. Đó, và FPS là 1 cho nên là cái số lần mà Venti gacha, Foxy gacha nó sẽ không có, gần như là không có luôn. Cho nên là từ việc đó là không làm gì cũng phá đảo được game. Ủa? Ở trong này thì bị Lisa hù mọi người. Ảo điên, Lisa hù được. À. Trong này Lisa hù được. À. Ok. Ok thì skin kìa hơn. Có skin gì đây? Skin ngoài game Genshin luôn. Có Ella kìa. Yula này. Ito này. Yongli này. Ito, Yongli. Nahida này, Sayu. Ông này còn làm mấy cái fan game khác nè. Ồ. Nhìn cũng có vẻ vui nhỉ. Anh thấy cái số 2 có vẻ đáng thử. Ừ. Không phải vì có hồ tao ở đó đâu. Nếu mà mọi người muốn mình làm mấy đêm còn lại luôn á thì mọi người nói cho mình biết ha.